Sau hơn một tháng sang nền và thoát nước, các nhà thầu bắt đầu xây dựng hạng mục nhà ga sân bay Long Thành giai đoạn 1, công suất 25 triệu hành khách mỗi năm. Ngày 30 tháng 3, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV khởi công gói thầu 5, 6, hạng mục đóng cọc nhà ga thuộc dự án thành phần 3 của Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Để thực hiện hai gói thầu này, các nhà thầu phải thi công gần 1.600 cọc khoan nhồi, đường kính 0,8 đến 1,2 mét. Để tháng 10 kịp triển khai xây dựng nhà ga hành khách, hạng mục được xem là quan trọng nhất của sân bay Long Thành. Theo báo cáo của ACV, đến nay công tác thi công san nền và thoát nước vẫn tiếp tục thực hiện. Không khí công trường đang rất nhộn nhịp với hàng nghìn công nhân, kỹ sư và hơn 600 đầu máy móc, trang thiết bị. Ở giai đoạn 1, sân bay được xây dựng các hạng mục đường cất hạ cánh, bãi đổ, đài kiểm soát không lưu, nhà ga hàng hóa, hai tuyến đường rộng 6 làn xe kết nối sân bay với quốc lộ 51, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Cảng hàng không quốc tế Long Thành công suất 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Ước tính toàn bộ vốn đầu tư dự án khoảng 336.630 tỷ đồng, khoảng 16 tỷ đô la Mỹ. Trong đó giai đoạn 1 đầu tư 114.450 tỷ đồng, khoảng 5,45 tỷ đô la Mỹ, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động năm 2025.